Cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức về tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh cho hội viên, đoàn viên, các tổ chức đoàn thể và người dân tại cộng đồng thuộc xã Đồng Hướng và thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn. Tại hội nghị, người dân đã được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Qua đó, nhằm phát hiện, chẩn đoán sớm, điều trị can thiệp kịp thời cho thai nhi ngay trong thời kỳ thai nghén, sau sinh hay có những quyết định phù hợp với thực tế. Qua đó, giảm thiểu số trẻ chậm phát triển về thể chất, trí tuệ để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Nhân dịp này, các kiến thức về phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh, những cơ hội và thách thức khi quy mô dân số Việt Nam đạt 100 triệu người cũng đã được truyền thông tới người dân.